Công Huy cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và để tiếp tục cho phần tin đầu giờ của ngày hôm nay, thì phần tin sau đây cho hay Tổng thống Putin phát biểu tấn công Syria sẽ gia tăng bạo động. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả của một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Syria. Trong lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không có cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry để bàn về kế hoạch của Moscow nhằm chấm dứt mối đe dọa của vũ khí hóa học của Syria. Trong bài bình luận đăng trên tờ New York Times, Tổng thống Putin nhấn mạnh tới nhu cầu làm việc thông qua Liên Hiệp Quốc và không thực hiện hành động quân sự đơn phương ở Syria. Ông nói rằng một vụ tấn công quân sự của Hoa Kỳ sẽ làm gia tăng bạo động và làm bùng ra một làn sóng khủng bố mới, và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới những nỗ lực để giải quyết chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và tiến trình hòa bình giữa Israel với Palestine. Ông Putin cũng nói rằng có mọi lý do để tin là các chiến binh của phe nổi dậy đã dùng vũ khí hóa học ở Syria để tìm cách có được một sự đáp trả từ bên ngoài. Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân. Nam Triều Tiên, con cựu tổng thống trả tiền phạt thay cha. Các người con của cựu tổng thống Nam Triều Tiên Chun Doo-hwan sẽ trả cho chính phủ món tiền phạt khoảng 154 triệu đô la mà cha họ còn nợ nhà nước. Quyết định này đã kết thúc một cuộc tranh chấp kéo dài mấy chục năm liên quan đến di sản của ông Chun, được xem là một trong những nhà độc tài khét tiếng của Nam Triều Tiên. Ông Chun lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính năm 1979 sau vụ ám sát Tổng thống Park Geun-hye, thân phụ của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Cả hai ông Chun và Park đều là tướng lãnh của quân đội. Ông Chun cầm quyền đến năm 1988 thì được kế vị bởi ông Roh Tae-hoo, một cộng tác viên của ông trong cuộc đảo chính năm 1979. Trong số những món được ba người con trai và một người con gái của ông Chun nộp lại cho chính phủ để phụ vào tiền phạt, gồm có nhiều biệt thự, một tư dinh hoành tráng và nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Cuộc giằng co từ 16 năm qua giữa chính phủ và hai cựu tổng thống coi như đã kết thúc. Những người thừa kế của tổng thống Roh Tae-hoo đã nộp khoản tiền phạt nhiều triệu đô la còn sót lại hôm ngày 4 tháng 9. Cha gây nổ chết người vì con không được nhận học. Một công nhân nhập cư đã gây nổ trước cổng một trường tiểu học phía nam Trung Quốc làm chết hai người sau khi nhà trường từ chối nhận con ông vào học. SCMP dẫn một nguồn tin thân cận với cảnh sát thành phố Quế Lâm thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết người đàn ông ở tuổi 30 và đang làm việc tại đây. Con của ông bị ban giám hiệu trường tiểu học Bác Lý Nhai từ chối cho nhập học vì không đủ năng lực. Một phụ tá hiệu trưởng cho biết, cơ sở hạ tầng của trường có hạn và nhiều con em của các công nhân di cư đang nằm trong danh sách đợi được nhập học. Bức xúc với quyết định trên, vào lúc 7 giờ 10 phút sáng ngày 9 tháng 9, người đàn ông đã lái một chiếc xe ba bánh đến trước cổng trường. Video giám sát cho thấy chiếc xe đã bốc cháy rồi nổ tung ở vị trí chỉ cách cổng vài mét. Người đàn ông tử vong ngay tại chỗ, một phụ nữ khác cũng thiệt mạng. Có 44 người bị thương, bao gồm 22 học sinh tiểu học, các phụ huynh và người đi đường. 11 người trong số này đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Tại hiện trường, hơn chục chiếc xe bị hư hại, nằm ngổn ngang trên mặt đường. Cửa kính của các xe hơi và cửa hàng gần đó cũng vỡ tan tành. Cảnh sát đang điều tra sự việc nhưng không tiết lộ chất nổ được sử dụng là gì, vì con em của các lao động di cư ít có cơ hội được vào học ở các trường thành phố chỉ là một trong nhiều vấn đề gây bức xúc cho dân chúng Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, một người về hưu 59 tuổi cũng đã châm lửa đốt một xe bus ở Hạ Môn, Phúc Kiến vào giờ cao điểm, giết 47 người và làm bị thương 34 người. Người đàn ông tử vong tại hiện trường. Ông này đã để lại lời nhắn trên blog rằng mình không được nhận bảo hiểm an sinh xã hội chỉ vì cảnh sát ghi sai tuổi của ông, và họ cũng không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề này. Nạn nhân thảm họa công nghiệp ở Bangladesh có thể được bồi thường.
Một số các công ty bán lẻ lớn nhất thế giới đang họp tại Geneva để điều đình về việc bồi thường cho các nạn nhân của hai thảm họa lớn tại các xưởng may ở Bangladesh. Tổ chức lao động quốc tế gọi tắt là ILO đang triệu tập các cuộc họp ở Thụy Sĩ để xác định khoản tiền mà mỗi thương hiệu phải trả trong khoản tiền bồi thường có thể lên tới hơn 70 triệu đô la. Bangladesh là nước xuất cảng quần áo lớn hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, và có khoảng 3 triệu 600 ngàn người làm việc trong công nghiệp này. Nhưng họ đã phải gánh chịu hai tai nạn thảm khốc trong năm qua. Hơn 1.000 người thiệt mạng khi tòa nhà công xưởng 8 tầng bị sập hồi tháng 4 và 112 công nhân thiệt mạng trong một đám cháy ở một xưởng may vào tháng 11 năm ngoái. Công ty Primark của Anh, công ty Loblaw của Canada và công ty Kick Testaline của Đức nằm trong số những công ty điều đình về tiền bồi thường. Nhưng đại công ty Walmart của Hoa Kỳ, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới và là một trong các công ty nhập cảng quần áo nhiều nhất của Bangladesh, đã không có mặt tại cuộc thương lượng. Hai công ty khác lớn là Benetton của Ý và Mango của Tây Ban Nha cũng vắng mặt. Walmart nói rằng, quần áo của họ được may tại hai xưởng đó mà họ không hề hay biết vì vấn đề cho thầu lại mà không được phép. Sau các tai nạn, Walmart đã tập trung vào việc cho vay để cải thiện điều kiện an toàn của các công xưởng thay vì trả tiền bồi thường cho nạn nhân của hai thảm họa. Các nhà phân tích nói rằng, gia đình của mỗi nạn nhân có thể được lãnh chừng 33.000 đô la. Khám phá thấy mộ của nữ tể tướng thời Võ Tắc Thiên. Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khám phá ra ngôi mộ của Thượng quan Uyển Nhi, người được coi là nữ tể tướng dưới thời hoàng đế Võ Tắc Thiên. Trang web của đài phát thanh Trung Quốc CRI cho biết, ngôi mộ Thượng quan Uyển Nhi được tìm thấy tại một sân bay ở Hàm Dương, phía bắc tỉnh Thiểm Tây, và có khắc tên trên bia mộ. Ngôi mộ được đào sâu bên dưới lớp đất thổ hoàng, lõi đi trong mộ Uống Công. Bên trong còn tìm thấy một vài con ngựa bằng gốm. Gen Wingan, một nhà nghiên cứu ở tỉnh Thiểm Tây cho biết, ngôi mộ được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng nặng. Có vẻ như đã có một cuộc đào bới nhằm phá hủy nó. Công cuộc khai quật đã không tìm thấy vàng hay kho báu nào. Thậm chí các nhà khảo cổ cũng không thấy được một chiếc xương hoàn chỉnh. Tuy nhiên, việc khám phá ra ngôi mộ cùng với dấu tích trên tấm bia có một ý nghĩa quan trọng đối với những người nghiên cứu trong tương lai. Zhu Wenjiu, một nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời nhà Đường, đã nói như vậy. Thượng quan Uyển Nhi sống năm 1666 năm 664 đến 710 thời vua Đường Cao Tông. Bà là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc bởi tài thơ phú và là nữ quan thân cận được vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc Võ Tắc Thiên đặc biệt tin cẩn. Về sau, bà là một phi tần của vua Đường Trung Cao Tông rồi bị giết thảm khốc trong cuộc tranh chấp quyền lực. FAO, hàng tỷ tấn thức ăn lãng phí hàng năm. Một nghiên cứu mới cho biết, 1 tỷ 300 triệu tấn lương thực bị lãng phí hoặc bị mất mỗi năm, gây ra thiệt hại đáng kể cho cả môi trường và nền kinh tế. Trong khi đó, ước tính khoảng 870 triệu người bị đói mỗi ngày. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO vừa công bố nghiên cứu đầu tiên phân tích tác động của việc lãng phí thực phẩm trên toàn cầu từ góc độ môi trường. Bạn phúc trình phân biệt hai khái niệm thất thoát thực phẩm và lãng phí thực phẩm. Thất thoát thực phẩm là do những nguyên nhân như thu hoạch kém, lưu trữ và vận chuyển không đầy đủ. Thất thoát thực phẩm xảy ra phía cung nhiều hơn. Trong khi đó, lãng phí thực phẩm xảy ra phía cầu trong quá trình chế biến, phân phối và tiêu thụ. Phúc trình cho biết lượng thực phẩm được sản xuất chưa nói đến việc tiêu thụ, ngốn hết lượng nước tương đương với lưu lượng hàng năm của sông Volga ở Nga. Và thực phẩm không tiêu thụ cũng chịu trách nhiệm thải ra 3 tỷ 300 triệu tấn khí thải nhà kính. Ông Braziano da Silva cho biết còn có thêm chi phí về kinh tế. Có mặt trong buổi công bố báo cáo mới là ông Achim Stenner, giám đốc điều hành UNEP, chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc. Ông gọi là con số 750 tỷ đô la là tiếng chuông cảnh tỉnh phi thường cho những người ưu tư về an ninh lương thực và nông nghiệp. Con số đó thậm chí còn chưa cho thấy nhiều tác động gián tiếp liên quan đến việc tài nguyên thiên nhiên hao mòn.
Những tác động về biến đổi khí hậu có lẽ không ảnh hưởng đến người tiêu thụ thực phẩm ngày hôm nay, nhưng sẽ ảnh hưởng đến con cháu của họ mai này. Những người này sẽ phải điều hành những nền kinh tế và quản lý các tác động này bằng những cách mà ta vẫn chưa hoàn toàn thấy hết được. Ông nói, những loại thực phẩm được nuôi trồng để đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển đang tạo nên tác động to lớn đến môi trường. Nhiều nước đang theo chế độ ăn uống kiểu phương Tây tiêu thụ nhiều thịt. Da súc thải ra rất nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. Những đề nghị nhằm giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm bao gồm nâng cao nhận thức về những vấn đề này thông qua các chiến dịch truyền thông, phối hợp các kế hoạch và chiến lược quốc tế và đầu tư vào các dự án công và tư, giúp làm giảm bớt tổn thất trong chuỗi thức ăn đi từ các cánh đồng cho đến các chợ, cho đến bàn ăn của người tiêu dùng. Bản tin sau từ Việt Nam cho hay, dân Thanh Hóa đánh hai cẩu tặc ngất xỉu, châm lửa đốt xe. Theo báo Người Lao Động, tại xã Quan Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra vụ trộm chó, khiến hai người trộm chó bị hàng trăm người dân đánh trọng thương. Sự việc trên xảy ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 11 tháng 9, khi anh Tống Văn Thắng ở thôn Tường Lộc, xã Quan Lộc, phát hiện hai thanh niên lạ mặt đang ôm một con chó bị dính bã, đưa lên xe gắn máy định tẩu thoát. Thay vậy, anh Thắng liền chi hô lên. Hàng trăm người dân ở trong thôn túa ra đường làng truy đuổi hai cẩu tặc. Hai thanh niên này lái xe tháo chạy nhưng được một đoạn thì bị người dân đuổi kịp. Một người trộm chó đã nhảy xuống sông Trà Giang nhưng vẫn không thoát. Đám đông dân làng vây kín và đánh hai người trộm chó đến trọng thương và ngất xỉu. Sau đó dân làng châm lửa đốt chiếc xe gắn máy của họ. Hai tay trộm chó được xác định tên là Lê Văn Dũng, 31 tuổi và Phạm Tuấn Thành, 18 tuổi. Cả hai ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Gần đây, thường xảy ra những vụ người trộm chó bị đám đông người dân đánh đến thiệt mạng, đặc biệt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Dư luận cho rằng, tại Việt Nam ngày nay, sinh mạng của con người bị xem rẻ hơn mạng chó. Trung Quốc tận thu tôm nguyên liệu, doanh nghiệp Việt lao đao. Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm tại Việt Nam đang rơi vào cảnh lao đao vì thiếu nguyên liệu sản xuất. Nguyên nhân được cho là do thương lái Trung Quốc đang tận thu tôm nguyên liệu với giá cao. Theo báo Dân Việt, các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu tôm này phải khóc ròng vì thiếu hàng để thực hiện hợp đồng. Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, tỉnh Đà Nẵng cho biết, tình trạng các thương nhân Trung Quốc cạnh tranh thu mua tôm nguyên liệu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh miền Trung đang ngày càng gay gắt. Theo ông Lĩnh, mỗi ngày có khoảng 300 tấn tôm tươi, nguyên liệu được xuất khẩu chính gạch qua Trung Quốc tại các cửa khẩu. Giá tôm nguyên liệu trong nước do đó cũng đã tăng hơn gấp rưỡi so với hồi đầu tháng 7. Ông Nguyễn Hải Triều, Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Gió Mới quận 12 Sài Gòn cũng lo lắng vì đang trong cảnh thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng. Các hợp đồng mà xuất khẩu do đó cũng bị đình trệ. Theo ông Triều, nếu như trước đây ông thu mua 100 tấn tôm nguyên liệu mỗi tháng, thì nay lượng tôm thu mua được chỉ còn khoảng 20 tấn. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, cho biết nếu như trước đây các thương nhân Trung Quốc chỉ thu mua tôm có kích cỡ từ 80 con một ký trở lên, thì nay tôm cỡ nhỏ chỉ từ 150 con một ký cũng được thu gom, xuất khẩu về Trung Quốc. Nguy hiểm hơn là thương nhân Trung Quốc thu mua cả tôm, không đạt chất lượng, nhiễm tạp chất, kháng sinh cao nên nhiều nông dân Việt Nam đã tái sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm. Trong khi đó, ông Trần Văn Lĩnh cho biết, vì nể thiếu nguyên liệu nên dù giá xuất khẩu tăng nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đành phải chịu lỗ. Nguyên nhân là vừa phải mua nguyên liệu giá cao vì tranh với thương lái Trung Quốc và phải đền nhiều hợp đồng do giao hàng không đúng thời hạn vì thiếu tôm. Hiện công suất của các nhà máy chế biến thủy sản trong nước chỉ hoạt động khoảng từ 40 đến 50%. Phần còn lại phải nằm chờ. Trong khi tôm nguyên liệu thì liên tục bốc hơi, ông này than thở. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trên đài truyền hình Việt News.